Xác định các pháp tu tập. Lời Phật dạy: 1. Nhất tâm là định. 2. Bốn niệm xứ là định tưởng. 3. Bốn tinh cần là định tư cụ. 4. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là tu tập định ở đây vậy. 5. Thở vô và thở ra là thân hành. 6. Tầm tứ là khẩu hành. 7. Tưởng thọ là tâm hành. Tăng Nhất A Hàm tập 3. Chú giải: Trên đây là sự xác định rất rõ ràng của Đức Phật trong các pháp môn tu hành về thiền định. Phải tu pháp nào và tu tập như thế nào? Nhất là Đức Phật chỉ cho chúng ta phải dùng thân hành nào trong thân để nhập các loại định, và nhập định nào làm chủ được sanh tử luân hồi. Vậy, muốn thấu hiểu rõ thì chúng ta phải thông hiểu từng câu, từng lời dạy của Đức Phật như dưới đây. 1. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm ly dục, ly ác pháp. Chứ không phải nhất tâm là tâm không vọng tưởng, tâm không niệm thiện, niệm ác. Tâm ly dục, ly ác pháp là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, cho nên Đức Phật gọi là bất động tâm định. Do vậy nên câu này Đức Phật dạy nhất tâm là định. Ở đây các bạn phải khéo hiểu. Nếu hiểu không đúng nghĩa thì các bạn sẽ hiểu theo kiểu kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Hiểu theo kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông thì dù các bạn có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ có giải thoát. 2. Bốn niệm xứ là gì? Bốn niệm xứ là một phương pháp tu tập trên bốn chỗ của thân ngũ uẩn là thân, thọ, tâm và pháp để đạt được ý thức ly dục, ly bất thiện pháp, tức là ý thức không phóng dật, không khởi niệm. Sao lại gọi bốn niệm xứ là định tưởng? Khi mới bước chân vào tu tập bốn niệm xứ thì phải tu tập 16 loại tưởng. Nhờ tu tập 16 loại tưởng này nên tâm mới sinh ra nhàm chán các pháp thế gian, vì thấu suốt lý các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, uế trược, do quy luật nhân quả duyên hợp tạo thành. Chẳng có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do ý nghĩa này mà bốn niệm xứ là định tưởng. Các bạn nên hiểu định tưởng chứ không phải tưởng định. 3. Bốn tinh cần là gì? Bốn tinh cần là một tên khác của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là một phương pháp tu tập dùng ý thức ngăn ác và diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Một pháp môn dùng cho mọi người tu tập lúc mới bắt đầu theo đạo Phật. Do tu tập tứ chánh cần mà mọi người mới giữ gìn giới luật trọn vẹn. Do tu tập tứ chánh cần mà giới luật không bao giờ vi phạm. Do tu tập tứ chánh cần mà tâm hồn mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Do tu tập tứ chánh cần mà cuộc sống gia đình mới được an vui và hạnh phúc. Do tu tập tứ chánh cần mà không còn nạn trộm cắp, cướp giật, giết người, làm mất trật tự an ninh. Do tu tập tứ chánh cần mà các tệ nạn xã hội không còn nữa, tạo nên một xã hội có trật tự, một đất nước phồn vinh, thịnh trị, vân vân. Sao lại gọi bốn tinh cần là định tư cụ? Bốn tinh cần là pháp môn tu tập làm cho giới luật thanh tịnh, như trên chúng tôi đã nói. Vì giới luật thanh tịnh là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm định, nên Đức Phật dạy giới sinh định. Muốn có thiền định thì chỉ cần tu tập giới luật cho thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là
tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp thì ngay đó là thiền định. Nên Đức Phật dạy, ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền. Đọc đến đây, các bạn thấy rõ thiền định của Đạo Phật là thiền định từ giới luật sinh ra. Nó không giống bất cứ một loại thiền định nào của Đại Thừa và Thiền Tông. Phải không các bạn? Nếu các bạn tu tập thiền định mà loại thiền định đó không lấy giới luật làm tiêu chuẩn, sống không đúng phạm hạnh, thường phạm giới, phá giới, mà cứ bảo đó là thiền định của Phật giáo, thì các bạn đừng có tin. Khi biết rõ pháp môn thiền định của Phật do từ giới luật sinh ra, thì không ai còn đưa ra một pháp môn nào khác để lừa đảo chúng ta được nữa. Vì lý do này nên lời dạy trong bài kinh nói, bốn tinh cần là định tư cụ. Đúng vậy, pháp môn tu tập thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có định tư cụ, tức tứ chánh cần. Ngoài tứ chánh cần ra thì không còn pháp môn nào khác nữa để tu tập thiền định đúng chánh pháp. Nếu có pháp môn nào khác nữa để tu tập thiền định thì chúng ta phải biết đó không phải là pháp môn của Phật giáo mà chính là pháp môn của ngoại đạo Bà La Môn. 4. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là tu tập định ở đây vậy. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật xác định những pháp môn Đức Phật đã dạy ở trên đây là những pháp môn tu tập thiền định của Đạo Phật. Vì vậy, quán niệm hơi thở có đúng là pháp môn tu tập thiền định của Đạo Phật không? Không đúng đâu các bạn ạ. Nó chỉ là một phương pháp tu tập tỉnh thức mà thôi, chứ nó không phải thiền định. Tu hơi thở không thể nhập định được. Tu hơi thở là để an trú thân tâm. An trú thân tâm trong hơi thở là để đẩy lùi các chướng ngại pháp. Quý sư thầy hiện giờ dạy người tu tập thiền định bằng quán niệm hơi thở. Quán phình xẹp cơ bụng, minh sát tuệ. Quán niệm Phật nhất tâm, tịnh độ. Quán tri vọng, biết vọng liền buông. Niệm chú bắt ấn, mật tông. Tham công án, tham thoại đầu, thiền tông, vân vân. Các bạn hãy xem, các pháp trên đây có phải từ giới luật mà thành định không? Nếu không phải từ giới luật sinh ra định, thì những pháp thiền định này là thiền tưởng, thiền của Bà La Môn, thiền của các nhà học giả nặng ra. Tóm lại, muốn tu tập thiền định của Phật giáo là phải tu tập giới luật. Tu tập giới luật là có giải thoát ngay liền. Tu tập giới luật là tu tập đạo đức làm người, làm thánh. Tu tập giới luật là xây dựng cho mình một cảnh giới cực lạc, thiên đàng ngay tại thế gian. Tu tập giới luật là tu tập giúp cho thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Tu tập giới luật là tu tập tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Một trạng thái niết bàn thật sự hiện tiền mà mọi người không ai ngờ được. 5. Thở vô và thở ra là thân hành. Tại sao hơi thở ra vô gọi là thân hành? Hơi thở ra vô là sự hoạt động tự động của thân để tạo thành sức sống của cơ thể để tiếp nhận dưỡng khí, gió bên ngoài. Có thở mới có sống, hết thở là chết. Hơi thở là sự hoạt động của thân, cũng giống như sự hoạt động đưa tay, đưa chân, hay là chúng ta bước đi kinh hành. Về thân chúng ta có thể chia ra làm hai phần hoạt động. A nhỏ, hoạt động bên trong thân gồm có hơi thở, đó là sự hoạt động về hô hấp, phổi. Mạch máu khắp châu thân đang chuyển tải máu đi, máu về, đó là sự hoạt động về tuần hoàn. Tim, gan, bao tử, ruột, bộ óc và các tế bào đều đang hoạt động trong thân. Tất cả những sự hoạt động đó gọi là thân hành nội. B nhỏ, thân hành ngoại gồm có
đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, nói, nín, cúi, gật, vân vân. Cho nên, sử dụng thân hành nội cũng như thân hành ngoại chỉ tu tập cho tâm được tỉnh thức mà thôi, chứ nó không phải thiền định gì cả. Nếu lấy hơi thở nhập định được, thì đi kinh hành cũng nhập định được. Hay làm tất cả các công việc cũng đều nhập định được sao? Điều này không thể xảy ra được. Do hiểu rõ điều này, nên chúng tôi khẳng định Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và tất cả các loại thiền định ức chế tâm đều không nhập chánh định được, chỉ nhập vào định tưởng, định điên khùng rối loạn thần kinh. Tóm lại, hơi thở ra vô chỉ là một thân hành trong nhiều thân hành. Vì trong thân có rất nhiều hành động mà Đạo Phật lấy đó làm niệm để tu tập tỉnh thức, gọi là thân hành niệm. Người tu nương vào thân hành niệm là mục đích để tu tập tỉnh giác mà thôi. Đừng nghĩ rằng quán niệm hơi thở theo sổ tức quán của Đại Thừa hay lục diệu pháp môn của Ngài Trí Khải Đại Sư, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh, tu tập như vậy là để nhập định. Đó là quan niệm sai lầm, không đúng pháp môn của Phật dạy. Sao các tổ tự đặt ra nhiều pháp môn quá vậy để làm gì, trong khi mọi người tu tập chỉ tìm cầu sự thoát khổ, sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, chứ không cầu thần thông, không cầu vãng sanh cực lạc, không cầu Phật tánh, bản thể chân như vô phân biệt. Chính vì các tổ sản sinh thần quyền và theo dệt thần thông huyễn hoặc quá nhiều, các tổ dựa vào hơi thở yoga sinh ra lắm thiền định, khiến người tu hành điên đảo, chẳng biết tu pháp nào. Họ như lọt vào rừng hơi thở. 6. Tầm tứ là khẩu hành. Có nghĩa là gì? Câu này Đức Phật xác định để chúng ta nhận xét khi nhập nhị thiền, để thấy và hiểu biết cho rõ ràng. Khi nhập nhị thiền, tầm tứ diệt. Tầm tứ là ý thức thuộc trong nhóm 6 thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Khi tầm tứ diệt thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều diệt. Sao ở đây Đức Phật dạy tầm tứ là khẩu hành? Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. Sự hoạt động của miệng có hai phần: A. Ăn. B. Nói. Khi nhập nhị thiền thì miệng không còn ăn và nói chuyện. Nếu còn ăn và nói chuyện là không nhập nhị thiền. Hiển nhiên đúng như vậy các bạn ạ. Cho nên câu nói tầm tứ là khẩu hành, đó là chúng ta biết rõ khi nhập nhị thiền là không nói chuyện, không ăn uống được, có nghĩa là miệng không còn hoạt động. Do từ chỗ tầm tứ diệt là khẩu hành diệt, ta suy ra và biết ngay tầm tứ diệt là sáu thức diệt. Có nghĩa là khi nhập nhị thiền thì người nhập định không phải giống như cây đá vô tri, vô giác, không phải giống như thây ma người chết. Khi nhập nhị thiền, Đức Phật còn xác định rõ ràng: định sinh hỷ lạc. Vậy, cái gì còn biết hỷ lạc khi sáu thức bị ngưng hoạt động? Cái biết trong nhị thiền là cái biết của tưởng thức. Tưởng thức biết là nhờ thức uẩn hoạt động. Thưa các bạn, khi các bạn ngủ thì sáu thức không hoạt động, nên các bạn mới có chiêm bao. Trong chiêm bao, cái gì biết, nghe, thấy và cảm nhận, các bạn có biết không? Đó là tưởng thức các bạn ạ. Nhập nhị thiền, nói cho dễ hiểu, là nhập vào thế giới chiêm bao. Thế giới chiêm bao là thế giới tưởng, cho nên nhập nhị thiền là nhập vào trạng thái của tưởng căn, nhóm tế bào tưởng do tưởng uẩn hoạt động. Tóm lại, tầm tứ là khẩu hành, là chỉ cho trạng thái nhị thiền cần phải diệt. 7. Tưởng thọ là tâm hành.
Vậy tưởng thọ là tâm hành là gì? Tưởng là tưởng uẩn, thọ là thọ uẩn. Khi tưởng uẩn và thọ uẩn còn hoạt động thì không bao giờ nhập diệt thọ tưởng định được. Ở đây Đức Phật nêu tưởng thọ là tâm hành để nhắc khéo cho chúng ta biết khi nhập tam thiền thì phải ly tưởng dục, tức ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Nếu còn một chút xíu tưởng hỷ dục thì không bao giờ nhập tam thiền được. Khi nhập tứ thiền thì phải xả hết cảm thọ. Còn một chút cảm thọ nơi thân tâm thì không nhập được tứ thiền. Ở đây, chúng tôi xin nhắc lại các bạn cần lưu ý. Khi muốn nhập sơ thiền thì các bạn cần ly dục, ly ác pháp. Muốn ly dục, ly ác pháp thì các bạn cần phải tịnh chỉ ngôn ngữ, lời nói. Tức là sống độc cư trầm lặng một mình mà tâm không phóng dật thì mới có thể nhập được sơ thiền. Khi tâm không phóng dật là tâm bất động. Tâm bất động là tâm có đầy đủ 7 năng lực giác chi, do đó mới nhập được sơ thiền. Khi muốn nhập nhị thiền thì các bạn phải diệt tầm tứ. Muốn diệt tầm tứ thì các bạn phải tịnh chỉ khẩu hành. Muốn tịnh chỉ khẩu hành thì phải có đủ 7 năng lực giác chi. Nếu không có đủ 7 năng lực giác chi thì không bao giờ tịnh chỉ khẩu hành được. Và như vậy, các bạn cũng không bao giờ nhập nhị thiền được. Khi muốn nhập tam thiền thì các bạn phải ly các trạng thái hỷ tưởng. Ly các trạng thái hỷ tưởng tức là tịnh chỉ mộng tưởng. Có nghĩa là người nhập tam thiền thì thoát ra khỏi thế giới mộng tưởng. Muốn thoát ra khỏi thế giới mộng tưởng thì phải dùng 7 năng lực của giác chi. Nếu không có 7 năng lực giác chi thì không bao giờ ly hỷ được. Khi muốn nhập tứ thiền thì phải xả lạc, xả khổ, xả niệm, thanh tịnh, tức là xả thọ. Muốn xả thọ thì phải tịnh chỉ hơi thở ra, hơi thở vô. Muốn tịnh chỉ hơi thở ra, hơi thở vô thì phải có đủ 7 năng lực của giác chi. Nếu không có đủ 7 năng lực giác chi thì khó mà nhập được tứ thiền. Khi muốn nhập diệt thọ tưởng định thì phải có đủ 7 năng lực giác chi mới nhập diệt thọ tưởng. Nếu không có 7 năng lực giác chi thì không bao giờ nhập diệt thọ tưởng được. Tóm lại, 7 lời dạy trên đây của Đức Phật là chỉ thẳng mục đích tu tập từ con người phàm phu để trở thành những bậc thánh nhân A-la-hán vô lậu, làm chủ sự sống chết hoàn toàn và chấm dứt luân hồi, không còn trở lui trạng thái này nữa. Kể lúc thành đạo, lời Phật dạy thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh, lão, bệnh, tử. Chú giải, 4 câu kệ trên để chứng minh và xác định đạo Phật ra đời vốn giải quyết 4 sự đau khổ lớn nhất của loài người: sanh, già, bệnh, chết. Vì thế mục đích tu hành của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải vì thiên đàng, cực lạc, niết bàn, Phật tánh, vân vân. Trong tất cả các pháp môn của Đức Phật đều dạy chúng ta tu tập để thực hiện đạo đức làm người, làm thánh. Muốn làm người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì duy chỉ có thiện pháp mới giải quyết mọi sự đau khổ của chúng ta, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Muốn được thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự, đều phải sống đúng thiện pháp, hằng ngày thường ngăn và diệt ác pháp. Muốn làm chủ sanh tử luân hồi và chấm dứt tái sanh, đều phải sống đúng thiện pháp. Nếu không do thiện pháp mà tu tập thì không bao giờ làm chủ và chấm dứt được nó. Vì thế đời đời phải chịu trôi lăn trong 6 đường luân hồi khổ đau. Thiền định có nhập được cũng phải do thiện pháp. Ngoài thiện pháp đi tìm thiền định thì không bao giờ có, chỉ có tà thiền của ngoại đạo mà thôi. Do đó chúng ta thấy ai tu thiền định mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là biết ngay họ tu tà thiền, tà định,
Dù họ có tu muôn đời, muôn kiếp, cũng chẳng có kết quả giải thoát gì, chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi. Đối với Đạo Phật, thiện pháp có một tầm rất là quan trọng trên bước đường tu hành giải thoát. Nếu không tu thiện pháp, mà dù có tu tất cả các pháp môn nào khác, cũng đều tu hành không đúng pháp môn của Đạo Phật. Vì thế, tu theo Phật giáo mà không tu tập thiện pháp, tức là không giữ gìn giới luật nghiêm túc, thì đừng mong làm chủ sanh già bệnh chết như trong bài kệ Đức Phật đã tự tán thán mình. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão, bệnh tử. Sau khi tu chứng đạo, Đức Phật dùng trí tuệ tam minh quan sát thấy rằng khắp trên thế gian này, từ vô thủy cho đến ngày nay, ngày Đức Phật tu chứng, không thấy có một người nào làm chủ sanh già bệnh chết như Ngài, nên Ngài nói lên bài kệ này là để xác định vị trí và thấy đứng độc lập của Đạo Phật. Cho nên, Đạo Phật không dây mượn giáo lý của bất cứ một tôn giáo khác. Một bằng chứng hiển nhiên là tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh này đều tin tưởng có thế giới siêu hình, còn Phật giáo thì không chấp nhận thế giới siêu hình. Cũng như tất cả các tôn giáo nào khác không có nền tảng đạo đức vững chắc như Đạo Phật. Đạo đức tự lực không dựa vào thần quyền. Vì thế, đạo đức của Phật giáo là đạo đức nhân bản, nhân quả, một đạo đức cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Một đạo đức cao quý tuyệt vời, làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Một đạo đức biến cuộc sống loài người trên thế gian này thành cõi thiên đàng cực lạc. Nói đến đạo đức nhân bản, nhân quả là phải dẹp bỏ tha lực. Nếu còn cầu cúng, tế lễ, cầu phước, cầu tự, cầu an, cầu siêu, vân vân là đi ngược lại đạo đức nhân bản, nhân quả của Đạo Phật và con người sẽ sống trong ảo tưởng, mê tín và lạc hậu. Đạo Phật là đạo tự lực, nên Đức Phật khuyên các đệ tử của mình hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người hướng đạo, không thể đi thay cho các con được. Vì tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, nên Phật giáo phải xây dựng một nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả, vững chắc cho ngôi nhà thiền định. Cho nên, thiền định của Phật giáo mới được gọi là chánh định, bởi chánh định có một nội lực giúp cho chúng ta làm chủ thân tâm, tự tại trong sự sống chết như bài kệ trên đã nói. Tứ chánh cần. Lời Phật dạy: 1. Ngăn ác. 2. Diệt ác pháp. 3. Sanh thiện. 4. Tăng trưởng thiện pháp. Chú giải: đó là lời dạy tu tập thiền định của Đạo Phật. Một thứ thiền định ly dục, ly ác pháp để khắc phục tâm tham ưu của hành giả, để đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp là pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là tấn lực, là định tư cụ, là giới hành của Đạo Phật. Đây là pháp môn vô lậu đệ nhất của Đạo Phật. Khi một hành giả bước chân vào Đạo Phật mà được sự hướng dẫn tu tập ngay liền pháp môn này thì chắc chắn phải thấy kết quả giải thoát, không có thời gian chờ đợi. Người được hướng dẫn pháp môn này là người có duyên phước đầy đủ với đạo giải thoát sâu xa nhiều đời. Chúng tôi không đủ nhân duyên nên khi bước chân vào chùa lúc 8 tuổi đời không được dạy tu hành theo pháp này, mà chỉ được thầy tổ dạy cho hai thời công phu chiều và khuya, rồi học thêm ứng phú đạo tràng, đánh đẩu, trống, mõ để tụng kinh, niệm Phật, tụng niệm đám ma chay, cầu siêu, cầu an, làm tuần làm tự, cúng vong tiễn linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, xây mồ mả, và những lúc rảnh rang thì lần chuỗi niệm Phật, lục tự di đà, vân vân. Làm được những việc này, các thầy tổ cho đó là những công phu tu tập. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu ra, thầy tổ của chúng tôi chỉ dạy cho chúng tôi một cái nghề để sống như bao nhiêu nghề khác trong xã hội. Nhưng những nghề khác thì lương thiện, còn nghề của chúng tôi
thì không lương thiện chút nào cả. Nó là một nghề mê tín, chuyên lừa đảo, dối gạt người để ngồi mát, ăn bát vàng. Chúng tôi ở trong chùa, hàng ngày mang mỏ, chuông, đẩu đi tụng niệm đám ma này hết, đến đám ma khác. Không tụng đám ma thì lại tụng kinh cầu an, cầu siêu, làm tuần, làm tự, vân vân. Quanh năm suốt tháng, chúng tôi hành nghề này, thấy sao mà giả dối? Chúng tôi suy tư nghĩ lại, rất buồn khổ trong lòng, nhưng không dám nói với ai. Mà nếu hỏi đến các thầy tổ, thì bị la rầy mắng, và còn bảo rằng nói bậy sẽ bị đọa địa ngục. Mãi cho đến khi chúng tôi được về thành phố, vì chiến cuộc ở nông thôn bất an, và được học thêm giáo lý của đạo Phật, chừng đó chúng tôi nghiên cứu về thiền tông, thì thấy thiền tông hay quá, không dạy làm những điều mê tín lừa đảo, mà chỉ dạy tu tập ức chế tâm cho hết vọng tưởng để thành Phật, hoặc giữ tâm không niệm thiện niệm ác thì kiến tánh thành Phật. Càng nghiên cứu sách kinh thiền tông thì lại càng thích thú. Những lời nói và hành động của các tổ sao mà hay quá, nhất là những công án thiền tông, lại tạo cho chúng tôi có một sức tò mò ghê gớm, cứ nghĩ rằng thiền tông có một cái gì bí ẩn ghê lắm, không thể dùng tri kiến, ý thức mà hiểu được. Khi thấu hiểu thiền tông như thế, chúng tôi đặt trọn lòng tin ở pháp môn này. Từ đó chúng tôi bỏ hết toàn bộ cuộc đời quyết tâm theo tu tập thiền do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn. Suốt 9 năm trời tu tập, đem hết sức tu tập để ức chế tâm, không cho vọng tưởng. Trong đầu, niệm thiện, niệm ác, vắng bặt, từ giờ này đến giờ khác. Lúc bấy giờ có 18 loại hỷ tưởng hiện ra, có thể gọi đó là thần thông. Nhưng nhìn lại